Tốt nhất là việc này chúng ta nên phải giải quyết một cách êm thấm nhất từ chính mái nhà của chúng ta, chứ đừng nhờ tới người ngoài. Nhờ cậy đến một đối tượng nữa tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ và rủi ro nhiều hơn là may mắn. Đi mướn thám tử như vậy, thứ nhất là quan trọng là phải thám tử này thám tử chuyên nghiệp hay không, hay là lỡ tiền mất tật mang. Nếu là mình thì Hoa nghĩ là Hoa sẽ không nhờ một cái người thứ tư ở bên ngoài. Mình đâu có biết họ là như thế nào đúng không ạ? Cái chuyện của nhà mình cuối cùng là tất cả thiên hạ ai cũng biết. Một đó là những người non yếu về kinh nghiệm. Bởi vì chính cái việc họ non yếu về kinh nghiệm rất có thể là họ sẽ đánh giá sai tình huống. Cái thứ hai đây là những người không bình tĩnh. Bởi vì với những người không bình tĩnh á, mình chưa phản ứng nữa là họ phản ứng giùm mình rồi. Thì câu chuyện rất là khó để có thể kiểm soát. Đừng nhờ những người mà trước giờ không có cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Một trong những cái quyền năng của phái đẹp đó là sự tinh tế và sự dịu dàng. Chúng ta cũng giữ hạnh phúc hôn nhân bằng điều đó. Và trong trường hợp hôn nhân của chúng ta bị nguy cơ thì chúng ta cũng sử dụng cái yếu tố tinh tế này để chúng ta giải quyết.